Chào 500 anh chị em. Ngày hôm nay trời nắng đẹp, mình xin chia sẻ một chút về cái cơ hội thực sự của YouTube Shorts dành cho cộng đồng Việt Creator chúng ta, cái cộng đồng sáng tạo content đầu tiên của Việt Nam. Khi YouTube Shorts ra đời cách đây 2 năm và thậm chí là cho đến tận bây giờ, rất là nhiều người cho rằng YouTube Shorts chỉ là một cái clone, một bản sao của TikTok, và rằng là hiện nay TikTok đã quá mạnh cho nên là YouTube không có một cái cơ hội nào ở trên chiến trường video ngắn cả, và chắc chắn là chỉ sau một vài năm thôi YouTube sẽ phải đầu hàng TikTok và rằng sẽ thua trong cái cuộc đua video ngắn này. Thế nhưng mà theo mình thì YouTube Shorts này ra đời không phải chỉ là một sự cạnh tranh đơn thuần, chỉ là một cái hiện tượng nhất thời, mà mình nghĩ rằng đây chính là cả một sự dịch chuyển của thời đại. Nếu như cách đây 5 năm khi mình bỏ tất cả mọi thứ để quyết định go full time YouTube ấy, lúc đó mình nghĩ rằng là có một sự dịch chuyển rất lớn từ những cái media truyền thống sang cái YouTube. Tại vì ở cái thời điểm đó mình phát hiện ra rằng là cách đây chỉ khoảng 10 năm thôi, 20 năm thôi, những cái clip mà 10 phút, 20 phút, 30 phút ở trên YouTube ấy, nếu mà làm được những cái clip như thế thì cần đến những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền, một cái công ty media với số lượng nhân sự rất là lớn, 50 người, thậm chí 100 người mới làm được. Nhưng mà tại thời điểm đó, 5 năm về trước ấy, thì chỉ một cá nhân thôi cũng có thể làm được. Là mình thấy đó là một sự thay đổi rất là lớn rồi, và mình quyết định cưỡi lên cái làn sóng của thời đại đó rồi. Tuy rằng một cá nhân có thể làm được một cái video clip đẹp như một công ty media, nhưng mà cũng cần rất nhiều thời gian và cần rất nhiều công sức để học hỏi, để sử dụng cho thành thạo. Chẳng hạn như bạn cần phải mua được một cái máy ảnh cũng phải tương đối một tí, bạn cần phải học cách sử dụng cái máy ảnh đó. Đối với những người mà có năng khiếu thì không nói, người ta chỉ cần học hỏi sơ sơ là biết ngay. Nhưng mà đối với những người mà gà gà vịt vịt như mình chẳng hạn, đến tận bây giờ 2-3 năm sau mà cảm thấy sử dụng một cái máy ảnh nó hơi phức tạp một tí cũng đang rất là khó khăn. Cho đến một vài năm gần đây, khi cái trào lưu video ngắn ra đời, thì mình cũng nhận thấy rằng đây là một sự dịch chuyển lớn nữa của thời đại. Tại vì sao? Tại vì giờ đây các cái bạn trẻ Gen Z đấy, những bạn trẻ thanh niên 15-20 tuổi, không cần phải học qua một khóa, một trường lớp nào hết. Các bạn không cần sử dụng một cái máy ảnh nào cả, chỉ cần một cái điện thoại của mình thôi là các bạn có thể làm ngay ra được một clip. Đối với rất nhiều anh chị em mà đã quen làm video dài trong cộng đồng Việt Creator chúng ta ấy, thì khi nhìn thấy cái trào lưu video ngắn như này, chúng ta thấy ngay là làm video như thế rất dễ, rất đơn giản. Chỉ cần bật điện thoại lên, 1, 2, 3, nói một chuyện gì đấy thú vị, nói một chuyện gì đấy buồn cười, làm một động tác gì đấy gây sự chú ý của khán giả thôi là có ngay một video. Một ngày chúng ta có thể làm hàng chục clip như vậy và nhanh chóng phục vụ giải trí cho khán giả, và nhanh chóng tiếp cận được một số lượng rất đông những người follow mình. Nhiều người thấy rằng là khắp mọi nơi trên tất cả thế giới media đều nhắc đến TikTok, thì cho rằng là TikTok sẽ trở thành ông vua. Nhưng mà không phải như vậy. Cái số tiền lớn nhất, cái sức mạnh thực sự, ông anh cả của thế giới media vẫn chính là YouTube. YouTube có những cái tiềm năng về hệ thống đề xuất, có những cái tiềm năng về tiền bạc, có những cái tiềm năng về cái hệ sinh thái mà TikTok chưa thể xây dựng được chỉ trong một thời gian ngắn như thế. Đến thời điểm hiện nay sau 2 năm, chúng ta đã thấy những cái sự khác lạ rất là thú vị giữa cái cách đề xuất của YouTube Shorts và TikTok. Chúng ta đã thấy rằng là những cái chủ đề mình xem trên video dài cũng được đề xuất sang khi mình lướt trên tab short. Ngược lại, những cái chủ đề mà mình xem ở trên YouTube Shorts mà mình thấy thú vị, mình thấy hay, mình xem nhiều ấy, thì khi mình xem video dài, mình cũng được đề xuất những cái chủ đề đấy. If a viewer does discover a channel in Shorts and then goes back to long form, one of the things the team is working on right now is building that bridge back in, and then it can learn, oh, okay, well, when the user's in shorts mode, I'll give them shorts, and when they're not, you know, I can understand that context. Cho nên là cái sự tương tác qua lại giữa hai cái hệ thống đề xuất này, giữa ngắn và dài, tạo ra một cái đặc trưng rất thú vị, rất khác biệt của YouTube Shorts. Vì vậy cho nên là mình cho rằng là cái cơ hội của YouTube Shorts là một cơ hội rất là hiếm có trong đời của chúng ta. Những cái cơ hội này chỉ xuất hiện vài lần thôi.
Tuy nhiên là anh chị em Việt creators phải lưu ý là cái cơ hội này sẽ không kéo dài đâu. Theo mình nó sẽ chỉ kéo dài trong năm 2023 và đến khoảng giữa năm 2024 thôi. Tại vì sao? Tại vì YouTube còn có một điểm mạnh hơn TikTok rất nhiều, đó là cái hệ thống kiếm tiền và cái hệ thống chia sẻ doanh thu với nhà sáng tạo. YouTube Shorts giờ đây đã được mở full kiếm tiền trong một khoảng thời gian ngắn khi sử dụng quỹ Shorts thôi mà có rất nhiều anh chị em chia sẻ kiếm được hàng ngàn đô la mỗi tháng. Thế thì hiện nay khi mà được mở full kiếm tiền lên thì số tiền này sẽ lên rất lớn. Cho nên là theo dự đoán của mình, chỉ trong vòng khoảng 1-2 năm sẽ có một số lượng rất lớn các nhà sáng tạo TikTok đang rất là chật vật, đang rất là khó khăn kiếm tiền ở trên TikTok, thì họ sẽ chuyển hẳn sang làm YouTube Shorts. Ngoài ra các bạn cứ để ý các bạn trẻ, các em nhỏ ở nhà mình mà xem, bây giờ khi các bạn đấy mở YouTube lên, cái phần thời gian các bạn đấy dành cho YouTube Short cũng đang rất nhiều. Những cái thế hệ mới lớn lên như thế, người ta cũng sẽ nhảy vào, người ta sẽ cũng sẽ trở thành creator như chúng ta bây giờ. Đến lúc đó, cái sự cạnh tranh sẽ ngày càng khó khăn hơn. Mình mong rằng là anh chị em Việt creator chúng ta, ngoài việc dành thời gian cho video dài, thì chúng ta cũng dành ra một phần thời gian tương đối đáng kể của mình để đầu tư cho YouTube Shorts. Cơ hội này là cơ hội có 102 cho chúng ta. Hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau.